Thưa quý vị, trên cánh đồng rộng tại thôn Châu Thịnh, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, có một cây xanh tuổi đời được dân làng truyền tụng là hơn 500 năm. Cây có chiều cao hơn 15 m, tán rộng gần 27 m, chu vi gốc 5,8 m, gắn với nhiều câu chuyện giai thoại của làng. Người dân Châu Thịnh xem cây xanh như là một minh chứng sống của làng, bà con ra sức bảo vệ và cũng mong muốn được các tổ chức chuyên ngành nghiên cứu xác nhận để cấp chứng nhận cây di sản qua đó lan tỏa thêm niềm tự hào. Sừng sững giữa cánh đồng rậm thuộc khu vực thôn Châu Thịnh, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, cây xanh cổ thụ này đã có tuổi đời hơn 500 năm, được người dân ví như một minh chứng sống của làng, trở thành trốn trở về cho bao thế hệ người dân trong làng và nỗi niềm nhớ thương của con em khi đi xa. Cái này là cùng với những lính thiên lòng, ái cùng mấy tỉnh, từ gia đến trẻ tới lớp nếu truyền quá lớp cả cũng rất chỉ là mấy tỉnh đời sống của thôn nó về cái cái là như một cổ vật linh thiêng của làng rồi từ xưa đến nay thì không phải là người trong thôn nữa, mà người con em đi ra người ta cũng rất chỉ là trừ mến cứ hướng về quê là cũng ra chụp bộ ảnh để kỷ niệm về quê cứ những cái linh hồn của cái cái linh hồn của làng ấy của mọi người kiểu đâm số trong máu anh nào cũng nhớ về cái bê cái hơn là nhớ về nhà đấy. Đã về nhà là ra cây phải. Với chiều cao hơn 15 m, tán rộng gần 27 m, chu vi gốc khoảng 5,8 m, cây xanh đứng hiên ngang tỏa bóng một góc rộng lớn rìa làng. Gốc xanh có nhiều ụ nổi, lớp vỏ sần sùi, rêu xanh và rễ nhỏ mọc khắp cành. Trải qua dặm dài thời gian và thăng trầm của lịch sử, đã có hàng chục thế hệ neo giữ kỷ niệm tuổi thơ dưới gốc cây theo người dân kể lại, trong các trận lụt lịch sử của năm 1954, 1960, 1978, 1988, nhiều người dân làng Tứ, nay là thôn Châu Thịnh, đã vận chuyển tài sản rồi leo lên cảnh cây xanh để tránh lũ. Thời kỳ chiến tranh, dưới tán cây xanh cũng là nơi hội họp, giao liên để bàn kế hoạch chống địch của dân quân trong vùng. Bom Mỹ đã nhiều lần tạt ngang thế nhưng chỉ gãy cành, gãy ngọn, còn thân cây vẫn hiền ngang trụ vững. Cây này là thời điểm chiến tranh thì nói chung cái thời cái chiến tranh chống Pháp thì khi đó là dân bị sơ tán cũng có, có với thời điểm chờ cùng ra đại học, cùng học trời. Với bề dài thời gian, với vẻ đẹp sừng sững, cây xanh thôn Châu Thịnh đã trở thành niềm tự hào của người dân Tùng Châu. Hàng năm, mỗi dịp lễ Tết, người dân thường tới đây thu dọn vệ sinh, thắp hương xung quanh gốc cây như là một cách ký gửi tấm lòng. Hệ thống hàng rào bằng thép gai xung quanh cũng đã được người dân dựng lên để bảo vệ và đảm bảo mỹ quan cho cây. Hàng năm thì xã vận Đồng, con em xã Quế ủng hộ quyến góp để đổ đất để làm hệ thống hàng rào để bảo vệ cho cây. Vân Đông cũng có ném tại địa phương. rồi cùng chăm sóc để bảo vệ tại cái chỗ cây xanh này thì để cho cây tươi tốt. Cây xanh thôn Châu Thịnh đã đi vào miền nhớ, miền thương của bao thế hệ người dân Tùng Châu. Cán bộ và nhân dân địa phương mong muốn được các cấp tổ chức chuyên ngành nghiên cứu xác nhận để cấp chứng nhận cây di sản góp phần tô điểm thêm ý nghĩa văn hóa lan tỏa niềm tự hào và nâng cao trách nhiệm bảo vệ giữ gìn cho sân làng